Bệnh nhân số 32 của Việt Nam dương tính với COVID-19 đã từng tiếp xúc với bệnh nhân số 17 tại Anh. Ngay sau khi khởi phát bệnh và biết thông tin bạn mình đã nhiễm virus SARS-CoV-2, bệnh nhân đã chủ động tới bệnh viện tại London để khám và khai rõ tiền sử tiếp xúc, nhưng không được xét nghiệm và tiếp nhận điều trị. Bệnh nhân này sau đó đã bay về nước bằng máy bay riêng. Tại Việt Nam, sau khi được thăm khám lâm sàng, điều tra dịch tễ, ngay lập tức bệnh nhân được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh thu dung, cách ly và điều trị. Không riêng gì trường hợp số 32, mà ngay từ đầu cuộc chiến phòng chống COVID-19, Việt Nam đã xây dựng một hệ thống phòng dịch với những nguyên tắc phân loại cách ly chặt chẽ. Hệ thống này được xây dựng dựa trên việc điều tra tiền sử dịch tễ, một trong những yếu tố then chốt trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Tiền sử về dịch tễ, đấy là những cái yếu tố thông tin liên quan tới bệnh nhân mà đã xảy ra ở trong quá khứ, tính tới cái thời điểm mà bệnh nhân tìm kiếm tới các cơ sở y tế hay là tới khám bác sĩ. Thì khi người bác sĩ khám bệnh sẽ hỏi lại bệnh nhân là ví dụ như trong thời gian qua bệnh nhân đã từng sống ở đâu, bệnh nhân đã từng tiếp xúc với những người nào, bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ gì mà dẫn tới khả năng là bệnh nhân có các triệu chứng biểu hiện bệnh và bệnh nhân phải đi khám lần này. COVID-19 được xếp loại là bệnh truyền nhiễm nhóm A, tức là bệnh đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh, phát tán rộng, tỷ lệ tử vong cao. Với những bệnh loại này, việc điều tra thông tin dịch tễ có vai trò tiên quyết trong cuộc chiến phòng chống dịch. Hệ thống phân loại cách ly người nhiễm hoặc nghi nhiễm theo các nhóm F0, F1, F2, FN mà Việt Nam đang áp dụng cũng được xây dựng dựa trên nguyên tắc này. Theo các chuyên gia dịch tễ học, việc người dân khai báo thông tin y tế một cách đầy đủ, trung thực, trước tiên sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chính bản thân người khai báo. Những cái thông tin về dịch tễ học nó cung cấp những đầu mối vô cùng quan trọng để giúp cho các bác sĩ lâm sàng có thể phân loại bệnh nhân là nhóm đối tượng có nguy cơ cao hay nhóm đối tượng có nguy cơ thấp, cũng như là chúng tôi sẽ sử dụng các cái thông tin về dịch tễ để quyết định bệnh nhân đó cái khả năng bệnh nhân bị nhiễm coronavirus cao đến đâu. Về phía bệnh nhân thì nếu mà bệnh nhân khai báo các tiền sử dịch tễ một cách chính xác và trung thực thì sẽ giúp cho bác sĩ có thể xác định chính xác cũng như là chẩn đoán kịp thời căn nguyên gây bệnh và có một cái chẩn đoán chính xác nhất cho bệnh nhân và từ đó sẽ có một cái biện pháp điều trị hiệu quả nhất. Công khai thông tin rõ ràng, minh bạch nhờ điều tra dịch tễ học còn góp phần giúp cho cộng đồng bớt hoang mang lo lắng. Một chung cư tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Mấy ngày nay, tin về một hộ gia đình đang phải cách ly vì có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID số 31 khiến cư dân ở đây đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về tiền sử dịch tễ, số thành viên trong gia đình, sức khỏe của từng người được ban quản lý tòa nhà cập nhật liên tục, thông báo rõ ràng tại sảnh chung cư. Kết hợp với nhiều biện pháp phòng dịch đã được triển khai từ trước, nên hầu hết người dân vẫn yên tâm khi sinh sống tại đây. Ban đầu chúng tôi cũng khá là lo lắng. Tuy nhiên cùng với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương và ban quản lý tòa nhà thì những cái thông tin liên quan tới ca nghi bị nhiễm COVID này được thông báo một cách rõ ràng là tầng nào, căn nào và chủ hộ là ai. Cho nên chúng tôi cũng đỡ lo lắng hơn rất nhiều. Để cập nhật tình hình sức khỏe của hộ gia đình bị cách ly, ban quản lý tòa nhà hàng ngày vẫn gọi điện trao đổi với người trong nhà. Cũng nhờ giữ liên lạc thường xuyên nên nếu người cách ly có thiếu thực phẩm hay nhu yếu phẩm gì cũng được ban quản lý kịp thời mang tới đầy đủ. Ban quản lý tòa nhà cũng như là trung tâm y tế của quận cũng như công an khu vực là tiến hành lên kiểm tra này, cũng như là cũng có một số cái biện pháp cách ly, trao đổi thông tin với chủ căn hộ, không phải lo lắng những cái chuyện, những cái công việc bên ngoài, và ban quản lý lúc nào cũng đồng hành cùng với chủ căn hộ và không quay lưng lại căn hộ để cho chủ căn hộ yên tâm. Thì niềm mong muốn lớn nhất của ban quản lý là sau 14 ngày chủ căn hộ sẽ hòa nhập với cuộc sống của chung cư cũng như của xã hội. Công khai minh bạch thông tin chính là chìa khóa vàng giúp Việt Nam mở ra cơ hội kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này một cách nhanh nhất và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. COVID-19 không phải bóng ma, chúng ta đang chiến đấu với một thực thể hữu hình. Nếu quy tụ được sức mạnh toàn dân, mỗi người dân khai báo tiền sử dịch tễ trung thực, cộng với ý thức tự giác, tuân thủ chặt chẽ những hướng dẫn quy định phòng chống dịch của các cơ quan chức năng, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Ngay kể cả bệnh nhân thứ 32 từ Anh về Việt Nam để điều trị, thì chúng tôi là một người dân Việt Nam thì không có gì là không yên tâm cả. Với tất cả những cái phương pháp, biện pháp
mà nhà nước và ngành y tế Việt Nam đang triển khai, thì tôi tin tưởng rằng là chúng ta sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh lần này. Ngày 11 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới SARS-CoV-2 là một đại dịch toàn cầu. Vì vậy, cuộc chiến phòng chống dịch càng phải trở nên quyết liệt. Đã đến thời điểm toàn dân khai báo sức khỏe y tế. Phương pháp này sẽ giúp cơ quan chức năng nắm được tình hình những người đi từ vùng dịch, đã tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, đồng thời giúp nhóm đối tượng này nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cơ quan y tế. Người dân có thể tìm, cài đặt ứng dụng nCoV và bắt đầu khai báo thông tin trên điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có kết nối Internet.